Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Và bây giờ chúng ta qua cái hồng danh cuối cùng. Và sư mong là ngày hôm nay mình sẽ kết thúc cái đề mục là tùy niệm Phật. Thì thưa quý vị, lần trước sư đã nói sở dĩ Ngài được gọi là Phát Giác Hoa, sở dĩ Ngài được gọi là Thế Tôn. Bởi vì cái tên đó không phải do cha mẹ đặt ra, không phải do anh chị đặt ra, không phải do thân bằng quyến thuộc đặt ra. Mà tên này Ngài có được là do Ngài sở chứng, do cái sở chứng của Ngài mà Ngài có được. Sở chứng đó là gì? Đó là Ngài là người đầu tiên thoát khỏi cái lưới vô minh. Giống như con gà đầu tiên thoát ra khỏi vỏ trứng, cho nên Ngài được gọi là Phát Giác Hoa. Cái ý nghĩa thứ hai đó, sở dĩ Ngài được gọi là Thế Tôn, bởi vì đó là một tên gọi kính trọng. Thế Tôn có nghĩa là cái người cao cả nhất trên thế gian này, cho nên được gọi là Thế Tôn. Và cái tên này đó, nếu như mà chỉ để xưng hô một cách trang trọng, thường thì ngoại đạo họ không gọi Ngài là Phát Giác Hoa, tức là không gọi Ngài là Thế Tôn, mà gọi Ngài là Tôn Giả Gotama. Cũng tôn trọng thôi, nhưng mà trong bụng của ngoại đạo á, họ không tin lắm cái chuyện Ngài là cao thượng nhất. Họ không tin lắm. Chỉ có những người học Phật, và nhất là những bậc thánh, mới thực sự tin Ngài là người cao thượng nhất thế gian. Cho nên khi mà gọi Ngài thì gọi là Đức Phát Giác Hoa. Và cái từ Phát Giác Hoa này đó, thường được dùng nhiều nhất trong kinh tạng, hơn là những cái từ như là Arahan, Samma, Sambuddho, Vicca, Chavana, Sambano, rất là hiếm. Và thường á, nhiều người nói là những cái đức tính ở trên, những cái hồng danh ở trên là để miêu tả cho cái hồng danh cuối cùng là Phát Giác Hoa. Cho nên Ngài được gọi là Phát Giác Hoa bởi vì Ngài là một vị Arahan. Ngài được gọi là Phát Giác Hoa bởi vì Ngài là Sugato. Ngài được gọi là Phát Giác Hoa bởi vì Ngài là Samma Sambuddho. Và hơn nữa, sở dĩ Ngài được gọi là Phát Giác Hoa, Ngài được gọi là Thế Tôn, bởi vì Ngài là người đã tìm ra chánh pháp và thuyết giảng chánh pháp. Cái này nó quan trọng lắm quý vị. Bởi vì nếu như không có Ngài, chúng ta không biết chánh pháp là cái gì hết. Nếu như không có Phật, không có Đức Thế Tôn, chúng sanh giỏi lắm là tìm cách thoát khổ, giỏi lắm là đắc chứng các tầng thiền, sanh về Phạm Thiên là hết. Vào thời kỳ không có Phật, không có một chúng sanh nào biết cái con đường giải thoát khỏi tam giới, không biết. Cho nên Ngài là con người tìm ra cái con đường mà thoát khỏi tam giới, thoát khỏi sanh tử, chấm dứt tái sanh. Và Ngài vì lòng bi mẫn, Ngài hướng dẫn lại chúng sanh, cho nên Ngài được gọi là Phát Giác Hoa. Và một cái nguyên nhân nữa đó, sở dĩ Ngài được gọi là Phát Giác Hoa bởi vì Ngài đã hoàn toàn chấm dứt tất cả các nghiệp tái sanh và nghiệp bình sanh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Ngài không còn tái sanh nữa. Quý vị nhớ là khi một vị A-la-hán mà chứng đắc đạo quả A-la-hán, vị đó biết một chuyện như vậy: gánh nặng đã đặt xuống, việc cần làm đã làm, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Kiếp này là kiếp cuối cùng, không còn tái sanh ở đời sau kiếp khác nữa. Cho nên Ngài được gọi là Phát Giác Hoa bởi vì Ngài đã chấm dứt hoàn toàn sanh tử luân hồi, Ngài không còn một cái kiếp tái sanh nào nữa.
Và chuyện này thì một số truyền thống cố tình tránh chuyện này. Cho nên là mới có chuyện là Đức Phật, mặc dù là Ngài đã tịch ở đây rồi, nhưng mà Ngài sẽ còn ở một cái cảnh giới nào đó nữa. Nhưng mà nếu mà mình xét kỹ đó, thì không phải như vậy. Cái này là ngay trong chánh tạng, cái này này nằm trong Nít Đê Xá. Ngài được gọi là Phát Cá Qua bởi vì Ngài đã chấm dứt hoàn toàn sanh tử luân hồi. Kiếp này là kiếp cuối cùng, Ngài không còn tái sanh nữa. Và đương nhiên là cái đoạn này nằm trong vô số nơi, tìm rất nhiều nơi trong Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi, Đức Phật nói rất rõ. Thế Tôn là một người không còn sanh tử luân hồi nữa, cho nên nó bác bỏ hoàn toàn cái thuyết là Ngài còn tái sanh, Ngài còn thị hiện, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Và ngoài ra đó, thì Ngài còn chấm dứt luôn cả các cái nghiệp bình sanh. Nghiệp bình sanh là sao? Có nghĩa là những cái nghiệp khi mà mình làm bất kỳ điều gì đó, nó đều tạo ra nghiệp. Nhưng mà Đức Phật thì không. Ngài không còn tạo ra nghiệp nữa. Mà theo A Tỳ Đàm gọi nó là tâm tố. Và khi Ngài mỉm cười, nó có một cái tâm đặc biệt gọi là tâm ứng cúng vi tiếu. Có nghĩa là tâm, cái tâm để chỉ làm một cái trách nhiệm là để tạo ra một nụ cười của một vị A-la-hán thôi. Và đương nhiên khi mà Ngài làm bất kỳ một cái việc gì, dù cho Ngài thuyết pháp, dù cho Ngài hành giữ giới, dù cho tất cả các hành động của Ngài, nó hoàn toàn không còn tạo ra một cái nghiệp nào nữa. Nó là đặc điểm mà chỉ có bậc thánh mới có. Còn mình, dù cho chúng ta hành thiền, thì nói một cách rốt ráo, nó vẫn là nghiệp bình sanh, vẫn là nghiệp bình sanh. Chỉ có Đức Phật và chư thánh tăng A-la-hán thì mới chấm dứt hoàn toàn cái nghiệp bình sanh, có nghĩa là không còn tạo cái nghiệp mà dẫn đến cái nhân luân hồi nữa. Nhiều vị thì có thể là các vị không hiểu, sư ví dụ như vậy. Cái đường mà đi ra khỏi khu rừng á, nó vẫn nằm ở trong rừng, đúng không? Chứ cái khi mà mình ở trong rừng, mình muốn đi ra khỏi khu rừng thì cái con đường đó nó vẫn nằm ở trong rừng, nhưng mà cái hướng của nó là cái hướng đi ra khỏi rừng. Hiểu cái này không? Cho nên những cái việc chúng ta làm, bố thí, giữ giới, hành thiền, tu tập ba la mật, tất cả các đó nó vẫn còn nằm ở trong cái dòng sanh tử, nhưng mà nó hướng đến cái sự thoát khỏi sanh tử. Chỉ có Đức Phật và chư thánh tăng A-la-hán, các ngài làm tất cả các việc, đương nhiên không có việc ác rồi, nhưng mà tất cả các việc mà các ngài làm đó là hoàn toàn không còn một cái hạt giống tái sanh nào nữa. Và sở dĩ ngài được gọi là Phát Cá Qua bởi vì đó, ngài là người có thân được tu tập, có giới được tu tập, có tâm được tu tập, có tuệ được tu tập. Đức Phật ấy, tất cả những cái hành động của Ngài được xem là cái chuẩn của tam giới. Thân hình của Ngài là thân hình chuẩn của Phạm Thiên. Và những cái hành động của Ngài được xem là chuẩn của tam giới. Ví dụ như khi Ngài, trước khi mà Ngài thành Phật, Ngài có thể ngồi với bất kỳ một tư thế nào. Nhưng khi Ngài thành Phật rồi, Ngài chỉ ngồi ở một tư thế kiết già. Cái này là trong kinh nói. Cho nên những cái hình tượng mà Đức Phật không phải ngồi ở tư thế kiết già thì không miêu tả chính xác Đức Phật. Và Đức Phật khi còn là Bồ Tát, Ngài có thể nằm với bất kỳ một tư thế nào. Nhưng mà khi mà Ngài thành Phật rồi đó, Ngài chỉ nằm ở một tư thế là nằm nghiêng bên phải. Rồi trước khi mà thành Phật, khi còn là Bồ Tát, Ngài có thể nhìn
như thế nào cũng được. Cái tướng nhìn của Ngài, Ngài có thể nhìn rất nhiều kiểu. Nhưng mà khi mà Ngài thành Phật rồi, Ngài chỉ nhìn với cái nhìn của con vua chúa, có nghĩa là sao? Khi mà Ngài muốn nhìn một ai đó, nói chuyện, tiếp xúc, nói đối với một ai đó, Ngài luôn luôn xoay cả thân hình mình về đối tượng và Ngài nói. Chứ Ngài không có chuyện Ngài ngó tới ngó lui, không có. Và Ngài, cặp mắt của Ngài luôn luôn nhìn thẳng, chứ Ngài không có liếc xéo, thậm chí nhìn như thế này. Không có trường hợp nhìn xéo qua bên đây hoặc nhìn xéo qua bên đây, không có. Và khi Ngài đặt chân xuống, Ngài luôn luôn đặt chân phải xuống trước. Cho nên tất cả các hành động của Ngài, mặc dù Ngài không có cố ý tập, nhưng mà nó mặc định nó đã là cái chuẩn của tam giới. Và thực sự là nếu như mà những nhà làm phim thì nên tham khảo những cái này khi mà diễn phim về Phật, khi đóng phim về Phật. Tại vì khi mà mình đọc kinh nhiều, mình hiểu những cái tướng đi, đứng, nằm, ngồi, nói chuyện, thậm chí cái nhìn của Ngài ra làm sao mà mình xem lại mấy cái phim mình thấy nó kỳ lắm, nó không có đúng. Rồi có cái vụ mà mỗi lần Phật gặp rồi Phật giơ tay lên Phật chào, không bao giờ Phật làm cái chuyện đó. Và tiếp theo, sở dĩ Ngài được gọi là Phát Cá Hoa bởi vì Ngài là một người đã sống viễn ly. Viễn ly ở đây đều là viễn ly nơi thân. Viễn ly nơi thân. Sẵn đây thì sư nói luôn, chúng ta có ba cái viễn ly. Thứ nhất là thân viễn ly, nghĩa là viễn ly nơi thân, nghĩa là sao? Sống ở những nơi thanh vắng, xa lìa những nơi ồn ào, náo nhiệt. Ví dụ như ở rừng, hoặc là ở một nơi rất là yên tĩnh, xa lìa những cái con người đầy những cái tham dục, thì đó là viễn ly nơi thân. Nói như vậy không có nghĩa là mình sống một mình. Đức Phật không phải là người lúc nào cũng sống một mình, bởi vì nếu như Ngài chỉ sống một mình thì làm sao mà Ngài ở chung với đệ tử. Có những lần, có những hội chúng đông cả trăm người, cả ngàn người, cả chục ngàn người, nhưng mà các Ngài luôn luôn là những người viễn ly nơi thân. Nghĩa là sao? Dù cho hội chúng đó có đông đến bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn không có ồn. Còn mình là mình chỉ cần hai người thêm con vịt nữa thành cái chợ. Có những lần một cái hội chúng cả trăm người, cả ngàn người như vậy, im lặng, im phăng phắc, mà vua A Xà Thế sợ là người ta thích khách Ngài, hành thích, tại đi tới thăm Phật mà thấy im ru. Trong khi đó cả một cái hội chúng rất là đông. Và có một đoạn ở trong Tạng Luật, có một lần 500 vị tỳ kheo ở xa đến để mà đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhưng mà 500 vị này đến ồn, nói chuyện làm ồn, đi đứng rồi không có chánh niệm làm ồn. Mà quý vị biết 500 người mà họ ồn, ồn biết bao nhiêu. Nhưng mà 500 vị này ồn, suy nghĩ cũng không ồn nhiều đâu. Nhưng mà Đức Phật hỏi Ngài Ananda đó, là cái chuyện gì mà ồn như vậy? Thì Ngài Ananda nói, và bạch Đức Thế Tôn, có một hội chúng 500 vị tỳ kheo đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn bảo Ngài Ananda là hãy đuổi họ đi. Như vậy đó. Và 500 vị này sau khi mà không có được lại gần Đức Phật thì phải an cư mùa mưa ở một cái nơi gần đó. Và sau đó 500 vị này thu thúc lại, đi đứng lại cho đàng hoàng và không có ồn nữa mới được đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Chứ không phải như mình mà mình nói là Tết nhất tới nơi mà mình đi kiển chùa, mỗi lần xuống là trời ơi, từ xa là đã biết rồi, đã biết quý vị tới rồi. Ồn không thể tả. Còn Đức Phật, Ngài là những người viễn ly nơi thân, có nghĩa là Ngài hoàn toàn xa lìa những cái ồn ào náo nhiệt, là Ngài xa lìa hết. Và cái thứ hai là viễn ly nơi tâm. Cái tâm viễn ly đó nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tâm đã hoàn toàn xa lìa những phiền não, thì đó gọi là viễn ly nơi tâm.
Ví dụ như tâm không còn tham, tâm không còn sân, tâm không còn si, tâm không còn hôn trầm, tâm không còn cạo hối, tâm không còn phóng dật, tâm không còn hoài nghi. Có nghĩa là tâm không còn những cái cấu uế đó, xa lìa những cấu uế nơi tâm thì gọi là tâm viễn ly. Và cái thứ ba là tái sanh viễn ly, có nghĩa là viễn ly những cái mầm tái sanh. Nghĩa là vị này đã hoàn toàn chấm dứt những cái nhân sanh tử, không còn sanh tử nữa, thì gọi là tái sanh viễn ly. Thì hai cái viễn ly đầu á, phàm phu có thể làm được, có thể làm được bằng cách chúng ta sống trong chánh niệm và chúng ta chọn một cái môi trường thích hợp. Chỉ có cái thứ ba là chỉ riêng cho bậc thánh A-la-hán là hoàn toàn không còn tái sanh nữa. Và tiếp theo, sở dĩ Ngài được gọi là Phát Cáo Hoa bởi vì Ngài là người xứng đáng đối với những vật phẩm cúng dường. Sẵn đây thì nhắc đến trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói là có những hạng người sau đây, những hạng tỳ kheo sau đây. Thứ nhất là hạng tỳ kheo sống như người ở đợ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một vị tỳ kheo không tu tập, không có giới, không có định, không có tuệ, hưởng những cái vật được thí chủ cúng dường, thì Đức Phật gọi đó là hạng tỳ kheo sống như người ở đợ, là người nô lệ, người thiếu nợ đó. Hạng thứ hai là hạng tỳ kheo sống như người làm công. Có nghĩa là vị tỳ kheo có giới, có định, có tuệ thì tu bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu. Thì khi mà hưởng cái phần mà được thí chủ cúng dường thì vị đó là người có giới, có định, có tuệ, và vị đó hưởng so với cái công sức mà vị đó bỏ ra thì được gọi là vị tỳ kheo sống như là một người làm công. Hạng thứ ba đó là vị tỳ kheo sống như một người con thừa kế, một người thừa kế. Có nghĩa là cha mình có như thế nào thì mình được hưởng như thế đó. Nó là chỉ cho ba tầng thánh đầu. Và thứ tư là vị tỳ kheo giống như người gia chủ. Có nghĩa là mình có tài sản như thế nào thì mình xài như thế đó. Cái đó chỉ cho một vị A-la-hán. Thì cái này chỉ nói vậy thôi, nói nhiều nó nhột. Thôi chuyển qua cái khác. Tiếp theo á là Ngài sẽ dĩ Ngài được gọi là Phát Cáo Hoa bởi vì Ngài là người dự phần, có nghĩa là Ngài sở hữu, Ngài nếm thử, Ngài biết được cái vị của giải thoát, vị của thắng giới, vị của thắng tâm và vị của thắng tuệ. Thắng giới là sao? Thắng giới đó, đó chính là giới bổn của tỳ kheo, giới bổn ba ti mốt khá đó, giới bổn của tỳ kheo được gọi là thắng giới. Và vị này biết có tàm úy, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi và biết thu thúc các căn. Còn thắng tuệ là gì? Thắng tuệ là cái trí hiểu rõ về bốn đế. Biết rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Đó là thắng tuệ. Và tiếp theo đó, sở dĩ Ngài được gọi là Phát Cáo Hoa bởi vì Ngài là người hoàn toàn viên mãn về các tầng thiền và về bốn vô lượng tâm và viên mãn về 37 phẩm trợ bồ đề. Tiếp theo nữa, Ngài được gọi là Phát Cáo Hoa bởi vì Ngài là người sở hữu
10 cái Như Lai lực, tức là thập lực. Ngài gọi là đứng thập lực, Ngài là người sở hữu 10 cái Như Lai lực. 10 Như Lai lực đó là gì? Thứ nhất là Ngài biết cái gì có thể xảy ra và cái gì không thể xảy ra. Cái này nó quan trọng lắm quý vị. Bởi vì trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói: này các tỳ kheo, điều này là không thể xảy ra. Đó là sao? Đó là một người mà làm các cái nghiệp thiện, mà chính những cái nghiệp thiện đó khiến cho họ phải đau khổ trong tái sanh về những cái cảnh giới đau khổ, thì Đức Phật nói: này các tỳ kheo, nói điều này không thể xảy ra. Điều gì có thể xảy ra? Đó là một người mà sống thiện, làm thiện, mà do những cái nghiệp thiện đó, người này sẽ tái sanh vào những cảnh giới an lạc. Chuyện này có thể xảy ra. Và chuyện này là chuyện không thể xảy ra. Đó là gì? Đó là một người làm những việc ác, mà do những cái nghiệp ác đó tái sanh vào những cảnh giới an lạc. Ta nói chuyện này không thể xảy ra. Và chuyện này có xảy ra là chuyện gì? Một người làm các việc ác, do những nghiệp ác đó họ phải tái sanh vào những cảnh giới đau khổ. Ta nói chuyện này là chắc chắn xảy ra. Tóm gọn lại, biết cái gì có thể xảy ra và không thể xảy ra, nó là như vậy. Ngoài ra, Đức Phật còn biết cái người thực hành như thế này, cái chuyện chứng thánh, chứng đạo đối với họ là có thể xảy ra. Còn người họ làm những cái việc như thế này thì cái chuyện họ chứng đạo, chứng thánh là chuyện không thể xảy ra. Ví dụ như trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói là chuyện này có thể xảy ra là sao? Nếu như một cái vật sắc nhọn mà nếu mình để đúng hướng thì sớm muộn gì nó cũng sẽ đâm thủng vật này vật kia, dù có muốn hay không. Cũng vậy, một người tu hành giải thoát, tu hành theo bát chánh đạo, theo tứ diệu đế, theo tứ niệm xứ, theo thức giác chi, dù cho vị đó có muốn giải thoát hay không thì cũng giải thoát. Mình nghe thì mình thấy nó hơi kỳ. Tại sao mà cái người mà không muốn giải thoát mà tu theo bát chánh đạo vẫn được giải thoát? Thì cái này quý vị nên hiểu là một cái kiểu nói mẹo thôi. Tại nếu như anh không muốn giải thoát, anh tu theo bát chánh đạo để làm cái gì? Anh không muốn giải thoát thì anh tu tứ niệm xứ để làm cái gì? Anh không muốn giải thoát, anh tu theo thức giác chi để làm cái gì? Cho nên đó chỉ là một cách nói mẹo thôi. Cốt ý là như thế nào? Có nghĩa là nếu như chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta tu tập tứ chánh cần, chúng ta tu tập tứ nhĩ túc, chúng ta tu tập ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo, thì dù sớm hay muộn, dù muốn hay không, thì rồi chúng ta cũng sẽ được giải thoát. Đó là một cái kiểu khích lệ, có nghĩa là chỉ cần chúng ta tu theo đúng chánh pháp thì chúng ta sẽ được giải thoát. Và đương nhiên ở đây thì sư xin kèm theo một cái nhắc nhở nữa, là nhiều vị đọc ở trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật nói là một người nếu thực hành tứ niệm xứ trong 7 năm có thể chứng đắc quả vị giải thoát. Một là an lạc trong đời này, và nếu như giải thoát thì sẽ trở thành một vị là hữu dư y niết bàn. Mà cũng không cần tới 7 năm, mà chỉ cần 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm nếu tu tứ niệm xứ thì cũng có thể đạt được quả vị giải thoát. Và không cần đến 1 năm, vì người đó chỉ cần tu 7 tháng, rồi 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng cũng có thể đạt thành quả vị giải thoát. Rồi Đức Phật nói cũng không cần 1 tháng, chỉ cần 7 ngày thực hành tứ niệm xứ cũng có thể đạt được quả vị giải thoát. Cái này trong chánh tạng nói. Nhưng mà quý vị biết là chú giải của cái đoạn này phải nhắc nhở chúng ta như thế này. Đồng ý là Đức Phật nói
chúng ta tu tập tứ niệm xứ trong 7 ngày có thể đạt được quả vị giải thoát. Nhưng mà người chưa đủ ba la mật thì đừng hòng tu đúng. Có nghĩa là ba la mật mình chưa đủ thì mình sẽ không tìm được cái phương pháp chính xác nhất để mà mình tu đúng theo như lời đề nghị là 7 ngày. Và một cái người mà sống hoàn toàn trong chánh niệm là người đó như thế nào? Chỉ trừ cái giờ ngủ, ngoài ra từ khi thức đến khi đi ngủ, vì đó hoàn toàn sống trong chánh niệm và với sự nhận thức rõ về tam tướng cũng như nhìn thấy rõ nhân duyên. Cái điều kiện đó nó khó lắm quý vị. Tại cái tâm của chúng ta là cái tâm thường xuyên tán loạn. Nhưng mà Đức Phật là người biết rõ cái gì có thể xảy ra và không thể xảy ra. Cho nên Ngài vẫn luôn luôn khuyến khích chúng ta sống một đời sống chánh niệm. Bởi vì sao? Mình đâu có biết ba la mật của mình đủ hay thiếu. Cho nên cứ tu, cứ thực hành đề mục các đề mục thiền chỉ, cứ thực hành các đề mục thiền quán, rồi sẽ đến một lúc chúng ta đạt được quả vị giải thoát. Còn nếu như mình cứ nghĩ là thôi chắc mình không tới đâu, thì mình sẽ không có sự nỗ lực. Thành ra có lần mà sư khi mà sư lên Pa Ao, sư có hỏi, cũng thắc mắc là có cách nào để biết mình là người tam nhân hay không? Bởi vì rõ ràng trong kinh tạng, người nhị nhân là người cũng rất là thông minh, có thể là một vị tam tạng pháp sư, nhưng mà vị đó không có khả năng chứng thiền và cũng không có khả năng chứng thánh. Chỉ có người tam nhân thì đó mới là người có khả năng chứng thiền và có khả năng chứng thánh. Thành ra sư cũng thắc mắc là rốt cuộc mình không phải, mình có phải người tam nhân hay không? Thì sư mới được trả lời như thế này: biết để làm cái gì? Nếu như mà mình biết mình là người nhị nhân vậy thôi, tôi khỏi tu, tu có chứng đâu, tu làm chi? Còn nếu như mình là người tam nhân mà mình không siêng thì cũng đâu có chứng. Cho nên cái chuyện mình biết mình phải người tam nhân hay không, cái chuyện nó không cần thiết. Mặc dù có thể được những cái việc chứng thiền, vì đó có thể biết được mình phải người tam nhân hay không, nhưng mà chuyện đó là chuyện không cần thiết. Và cái như lai lực thứ hai, đó là Ngài biết rõ các nghiệp quá khứ, hiện tại và vị lai. Và đương nhiên cái biết này của Ngài là không có giới hạn. Bởi vì đó, chứ ngay cả dư vị thánh tăng thì biết giỏi lắm là đến một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, không biết xa hơn được nữa. Chỉ trừ trường hợp bà Yayudala là bà biết cái sức nhớ của bà nhớ tới 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn một vị chánh đẳng chánh giác, cái khả năng nhớ về quá khứ của Ngài là không có giới hạn. Và khả năng biết được tương lai của Ngài là không có giới hạn. Đó là đặc điểm của một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên đó mới được gọi là một trong 10 cái như lai lực. Thứ ba là Ngài biết rõ con đường đưa đến tái sanh, đưa đến tất cả các cảnh giới tái sanh. Cái chuyện này nếu như mà không có Đức Phật ra đời đó, thì thế gian người ta mù mờ lắm. Người ta chỉ biết là sống thiện thì đi lên, còn sống bất thiện thì đi xuống địa ngục, sống thiện lên trên thiên đàng. Những cái tôn giáo khác họ chỉ biết mù mờ như vậy thôi. Và họ không biết một cách cụ thể là tôi sống như thế nào để tôi có thể lên Phạm Thiên, lên cái cõi trời Phạm Thiên. Tôi sống như thế nào để tôi có thể lên những từng cái cảnh dục giới. Rồi tôi sống như thế nào để mà tôi tái sanh làm người, và tôi sống như thế nào để mà tôi tái sanh làm cái loài thú. Rồi tôi sống như thế nào để tôi tái sanh làm ngạ quỷ, và tôi sống như thế nào để tôi tái sanh địa ngục. Những cái tôn giáo khác họ rất là mù mờ, họ chỉ biết một cách đại khái, sống thiện đi lên, sống ác đi xuống, hết rồi. Nhưng Đức Phật, Ngài biết rất là rõ. Xin lấy ví dụ, khi mà chúng ta sống thiện, chúng ta giữ năm giới đó, thì chúng ta lên được
tối đa là mình lên được tới đâu xuất. Tới đó là hết rồi. Còn nếu như mình muốn lên cao nữa đó, các cái cõi cũng dục giới cho lên đến tới cõi mà tha hóa tự tại là cõi của ác ma thiên tử á. Lên tới trên đó, muốn lên tới những bậc cao hơn cũng của cõi dục giới, mình phải giữ 8 giới. Tùy theo khả năng giữ 8 giới của mình nhiều ít bao nhiêu mà mình lên trên đó. Còn muốn lên được Phạm Thiên thì chúng ta phải chứng thiền. Đó là như vậy. Và Ngài cũng giải thích rất là rõ những cái nghiệp gì chúng sanh sẽ đi vào những cái địa ngục tương ứng như thế nào. Ví dụ như người phạm ngũ nghịch đại tội là người sẽ xuống địa ngục A Tỳ. Và người mà có cái tà kiến là cái gì cũng không, cái tà kiến cố định, cái gì cũng không có hết, nhân không, quả không, cái gì cũng không, thì họ sẽ rơi vào một cái địa ngục riêng dành cho họ. Thì Đức Phật là người rõ hết những cái đó. Còn những cái tôn giáo khác, từ Bà La Môn cho tới những cái tôn giáo khác, họ biết đại khái, họ biết rất là mù mờ. Cho nên đó được gọi là một trong 10 Như Lai lực. Và tiếp theo nữa, thứ tư, Ngài biết rõ thế giới là cái gì. Cái này thì quý vị xem lại cái định nghĩa của Lô Cá Quý Đu ha, thế gian giải. Thứ năm là Ngài biết rõ khuynh hướng của tất cả chúng sanh. Thì cái này cũng nằm ở trong cái định nghĩa về thế gian giải, cho nên là sư không nói nữa. Có là thế gian trong cái tâm tưởng đó, là Ngài biết rõ khuynh hướng tâm lý của mỗi chúng sanh. Và cái thứ sáu là Ngài biết rõ chúng sanh cao thượng hay thấp kém. Chúng sanh nào cao thượng hay thấp kém. Đó là gì? Đó là khả năng chứng đạo của mỗi người. Cái con người này họ có thể cứu được hay không? Con người này họ có thể chứng đạo được hay không? Và nếu như có thể, khi con người này nghe những cái pháp như thế này thì họ sẽ chứng đắc như thế nào? Hoặc họ chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, hoặc giỏi lắm là họ chỉ gieo cái duyên giải thoát ở đời sau kiếp khác. Cái này thì chỉ có một vị chánh đẳng giác mới biết. Ví dụ như Ngài thấy cái con người này bây giờ họ tà kiến, họ đam mê trong ngũ dục, họ sống bất thiện, nhưng mà khi mà họ cúng Ngài một cái muỗng cơm chẳng hạn, và Ngài chỉ nói một cái câu nào đó và con người này hoan hỷ, thì sau đó con người này vẫn luân hồi, nhưng mà sẽ qua vô số năm sau, vô số kiếp sau, nhờ cái nhân mà hồi xưa đó gặp một vị chánh đẳng chánh giác bố thí một muỗng cơm đó, họ có thể gặp một vị chánh đẳng chánh giác khác, và họ có thể làm được những cái việc thiện lớn lao hơn. Và sau đó họ có thể là họ cúi đầu chào, họ có thể là họ cúng dường, họ có thể là họ nghe pháp, họ có thể xuất gia, và họ có thể phát cái tâm bồ đề, và họ có thể trở thành một vị chánh đẳng chánh giác vào một cái kiếp xa xăm nào đó. Tất cả những chuyện đó chỉ bắt nguồn từ một cái muỗng cúng dường Đức Phật. Và cái chuyện đó chỉ có một mình Ngài biết là bao giờ cái chuyện đó có thể xảy ra, và Ngài phải làm như thế nào đó để Ngài hỗ trợ cái con người này. Cái này thì chỉ có mỗi một vị chánh đẳng chánh giác làm được thôi. Và thứ bảy là Ngài biết rõ về các tầng thiền. Rồi, thứ 8, thứ 9, thứ 10 thì nó nằm ở trong lục thông. Đó là gì? Đó là túc mạng. Thứ 8 là túc mạng thông. Thứ 9 là thiên nhãn thông. Và thứ 10 là lậu tận thông. Túc mạng thông là sự biết rõ tiền kiếp của bản thân ha. Còn thiên nhãn thông là biết rõ cái sự luân hồi của tất cả chúng sanh. Và cái lậu tận thông là khả năng dẫn dắt chúng sanh cũng được giác ngộ. Rồi. Tiếp theo, Ngài sở dĩ được gọi là Phát Cá Hoa bởi vì Ngài là người có được bốn cái pháp vô úy, có nghĩa là bốn cái pháp không sợ hãi. Cái này thì Hi Sư đã nói rồi, bây giờ sư chỉ nhắc sơ lại thôi. Ngài không sợ hãi cái gì? Thứ nhất, Ngài là người chứng đạo và Ngài không bao giờ sợ người ta nghi ngờ cái chuyện đó. Ngài không bao giờ sợ người ta thắc mắc là cái chuyện là Ngài không có chứng mà dám nói mình có chứng, không bao giờ.
Ngài chứng đạo và Ngài tin tưởng, Ngài chắc chắn điều đó. Đó là cái vô úy thứ nhất. Cái vô sở úy thứ hai có nghĩa là Ngài là người đã đoạn tuyệt hoàn toàn phiền não và Ngài không sợ bất cứ ai nghi ngờ Ngài về chuyện đó. Thứ ba, Ngài, cái gì mà Ngài nói nó là chướng ngại thì chắc chắn nó sẽ trở thành chướng ngại. Đó là lý do mà khi Ngài Kassapa, Ngài kết tập kinh tạng đó, Ngài, mặc dù trước đó Đức Thế Tôn có nói là những cái giới luật nào nhỏ nhặt thì Chư Tăng sau này có thể bỏ bớt đi, nhưng mà Ngài Kassapa, Ngài quyết định Ngài giữ lại hoàn toàn, Ngài không bỏ bất kỳ một cái giới nào hết. Bởi vì Ngài rõ Đức Thế Tôn cái gì nói là chướng ngại thì nó chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại. Ngay cả những cái giới mà mình nghe mình không hiểu là nó chướng ngại chỗ nào, ví dụ như vị tỳ kheo đi ở trong xóm làng thì không có được nhón gót, đi không được nhón gót, đơn giản vậy thôi. Hoặc là vị tỳ kheo khi ăn thì không được độn miệng, hoặc là khi ăn thì không được liếm môi. Có những cái giới mà mình nghĩ là nó rất là nhỏ nhặt, nhưng mà cái gì mà Đức Phật nói là trở ngại thì nó chắc chắn sẽ là trở ngại. Cho nên Ngài Kassapa, Ngài quyết định Ngài không bỏ một cái giới nào hết. Rồi cái vô sở úy thứ tư là cái phương pháp nào mà Ngài hướng dẫn đưa đến giải thoát thì nó chắc chắn sẽ đưa đến giải thoát. Và như vậy thì mình hé ra thêm một điều nữa, như vậy là những cái phương pháp nào Ngài không có dạy thì nó chắc chắn là nó không đưa đến giải thoát. Cái này mình phải hiểu. Cho nên đó là Ngài có bốn cái vô sở úy, vì điều đó Ngài được gọi là Phát Giác Hoa. Và điều cuối cùng, chưa cuối, Ngài được gọi là Phát Giác Hoa bởi vì Ngài có bốn cái tuệ phân tích. Bốn cái tuệ phân tích nghĩa là gì? Thứ nhất là nghĩa phân tích, nghĩa là tất cả những cái vấn đề nào về pháp Ngài có thể phân tích ra không có giới hạn. Ngài có thể phân tích trọn vẹn, Ngài có thể nói một cái vấn đề đó một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Cái này là một đoạn nói về Ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà mình nhân nó lên cả vô số lần là mình thành ra Thế Tôn. Ngài Xá Lợi Phất chỉ một vấn đề mà Ngài có thể hiểu tới 84.000 cái chuyện liên quan vấn đề đó. Mà cái con số 84.000 chỉ là một cái con số ước lượng, có nghĩa là Ngài có thể hiểu được vô số những cái vấn đề liên quan vấn đề đó. Mà Đức Thế Tôn là còn giỏi hơn Ngài vô số lần. Vậy thì kinh khủng như vậy. Nó cái tuệ phân tích thứ nhất. Cái tuệ phân tích thứ hai đó là pháp phân tích. Pháp phân tích nghĩa là sao? Có nghĩa là nhìn vào bất kỳ một vấn đề gì đều có thể liên tưởng tới pháp hết. Cho nên quý vị thấy là khi có khi thì Ngài gặp người nông dân thì Ngài đem ví dụ cái cày và hạt giống để Ngài thuyết pháp. Khi mà Ngài gặp cái người chăn bò thì Ngài đem ví dụ về cái việc chăn bò để Ngài thuyết pháp. Khi mà Ngài gặp người lính thì Ngài đem ví dụ về một cái người chiến sĩ ra xa trường để Ngài thuyết pháp. Có nghĩa là bất kỳ một cái vấn đề gì đều có thể quay về Phật Pháp hết. Và một số vị vì đó nói là có những người khi mà họ được cái pháp phân tích này nè, họ nhìn cái gì họ cũng thể có thể lấy nó làm đề tài thuyết pháp được hết. Và có thể thuyết được 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, chuyện đó bình thường. Và cái người này là người phàm đó nha. Một số vị trưởng lão, vị đó có thể làm điều đó. Ví dụ như vị đó nhìn một cái bông, cái này là cái bông sen giả. Và vị đó có thể dùng nó làm thành một cái đề tài thuyết pháp trong tích tắc, không cần chuẩn bị gì hết. Có những vị khi mà ngồi lên pháp tòa rồi đó, nhìn xuống dưới, chọn đại, chọn lấy được. Đại thì suy nghĩ không đại đâu, nhưng mà chọn lấy một cái gì đó đập vào mắt vị đó và vị đó lấy cái đó làm đề tài thuyết pháp. Thì đó chính là cái pháp phân tích, là nhìn đâu cũng có thể liên tưởng đến pháp hết. Và cái điều thứ ba là ngôn ngữ phân tích.
Nghĩa là sao? Nghĩa là vị này không có giới hạn trong vấn đề ngôn ngữ, thì gọi là ngôn ngữ phân tích. Cho nên là một số nhà nghiên cứu nói là Đức Phật không hoàn toàn thuyết pháp bằng ngôn ngữ Ma Kiệt Đà, mà Ngài đến cái xứ nào Ngài thuyết bằng cái ngôn ngữ xứ đó, thì cũng không phải là vô lý. Nó cũng có lý do, bởi vì Ngài là người không chịu giới hạn bởi ngôn ngữ. Có nghĩa là Ngài đi cái xứ nào, họ nói tiếng nào, thì Ngài cũng có thể Ngài nói tiếng đó để Ngài thuyết pháp hết. Ngài không bị giới hạn bởi ngôn ngữ. Mình thì đương nhiên là mình không bằng một phần tỷ của Ngài, nhưng mà đối với một số người đó, quý vị thấy là họ cái khả năng học ngoại ngữ của họ rất là tốt. Họ có thể học 5-7 tiếng là cái chuyện bình thường. Cái ngôn ngữ đối với ngôn ngữ mới đối với họ nó không phải là cái chuyện gì khó khăn. Nhưng mà riêng Đức Phật á, thì cái chuyện đó là chuyện không có giới hạn. Và cái điều thứ tư trong bốn cái chữ phân tích đó là ứng đối phân tích. Mà có nơi thì dịch là biện tài vô ngại đó. Đó là sao? Đó là cái khả năng biện luận thì không thua một ai. Cho dù là người ta có vặn vẹo, có bẻ tới bẻ lui, có xoay vòng như thế nào nữa, thì cũng không thể nào làm khó được Ngài. Cho nên quý vị thấy nhiều người họ có cái gọi là cái ứng đối phân tích này đó, ở cấp độ phàm thôi. Mình nhìn những cái người phàm mà mình đã thấy kinh khủng rồi, có nghĩa là mình hỏi cái kiểu gì, mình xoay cái kiểu gì, họ cũng trả lời được hết. Họ giỏi tới như vậy thì huống chi là một vị thánh, huống chi là một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên có những cái đoạn mà ngoại đạo mô tả về Ngài như thế này: khi mà gặp một con voi dữ, nó tấn công một con voi dữ thì họa mai còn có đường sống. Gặp một cái đạo binh lính mà tinh nhuệ mà tấn công họ đi, hoặc mình thua trận đó, thì họa mai còn có đường sống. Chứ còn mà tấn công một vị chánh đẳng chánh giác, tấn công tôn giả Gotama, tấn công bằng lời nói, bằng cái suy luận, bằng cái cách mà bắt bẻ xoay vòng đó, tấn công Ngài là không có cửa thoát, không thể nào thoát được hết. Cho nên những cái lần mà ngoại đạo mà gặp Đức Phật, thường người ta tập trung rất là đông. Cái người mà đông là bởi hai lý do. Thứ nhất, cái nhóm ngoại đạo á, thì sẽ đến để xem coi là tôn giả Gotama sẽ bị bắt bí như thế nào. Nhưng còn cái nhóm mà tin Phật á, thì họ chỉ đơn giản, họ chỉ đến xem coi là lần này Đức Thế Tôn sẽ chiến thắng như thế nào. Cho nên cái gọi là cái ứng đối phân tích này thì nó rất là tuyệt vời. Thành ra nhiều vị vì nó nói là thôi bây giờ tu làm sao đó mà mình có được bốn cái trí phân tích này là coi như vô địch. Rồi điều cuối cùng, sở dĩ Ngài được gọi là Phát Cá Qua bởi vì Ngài có được 6 cái thắng trí, có nghĩa là lục thông. Và như vậy là chúng ta đã hoàn tất xong cái đề mục tùy niệm Phật. Và sư mong là quý vị nắm được ít nhất là về cái lý thuyết, cái đề mục tùy niệm Phật đó chúng ta thực hành như thế nào, và trong những cái cơ hội cần thiết chúng ta có thể lấy ra để sử dụng. Và sư vẫn khuyên quý vị ngày thường nên thực hành. Chỉ khi nào ngày thường quý vị thực hành á, đụng chuyện mình mới lôi ra được. Chứ còn sư biết là nhiều người ngày thường á, mình không có thực hành, tới họ đụng chuyện á, không có nghĩ đến Phật, mà nghĩ đến một cái đấng linh thiêng nào đó. Cái chuyện đó nó không phải là chỉ riêng một người, hai người, mà xảy ra ở rất nhiều người. Do mình không thực hành nhiều lắm, cho nên mình không tin lắm cái chuyện mình tùy niệm Phật thì nó sẽ qua khỏi cái cơn hoạn nạn. Và bây giờ chắc còn cỡ 5 phút nữa.
hơn 5 phút. Có ai hỏi gì không? Rồi, bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Idang me punyang Nipanasa Pachayo Hotu Imang no Punya phagang Sapasatanang Dema Satu 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 Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika Punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanam Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika Punyantang anumoditva chirang rakkantu desanam Akasattha ca bhummattha devanaga mahitika Punyantang anumoditva chirang rakkantu mamparam Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam Sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam Sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam Sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo Idam me punyang asavakaya vaham hotu Idam me punyang nipanasa pachayo hotu Mamang punyapagang sabbasattanam dhima Sadhu, sadhu, sadhu.